Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một phiên video với rất là nhiều hàng các bác nhé. Thì các bác có đón theo video của em và ủng hộ cho em ạ. Đấy, các bác đặt hàng thì gọi điện với em qua số điện thoại 0394547221. Đấy, hôm nay vẫn là rất là nhiều hàng các bác nhé. Đấy, rất là nhiều loại lan thuần đang có nụ có hoa để các bác có thể sưu tầm ạ. Thì đầu video, đấy, em sẽ lên đầu tiên là một cái giò chồn khủng luôn, chồn to vip luôn các bác nhé. Chồn này của em là chồn thơm, hàng đã thuần. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, các bác có thể ngắm qua này. Đấy, tuyệt vời luôn ạ. Đây các bác nhá. Đấy, cây rất là to, đang có nụ ạ. Đây các bác ơi. Đấy, ngắm trước cái giò chồn khủng này, chồn to. To vật vã luôn các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Em phải quay xa mới nhìn được hết cái độ to của cái giò chồn này các bác nhá. Đấy, chồn này chồn hoa thơm. Đây, bông nó nở tại vườn đấy các bác này. Em cho cả nhà ngắm qua cái bông nó nở tại vườn luôn, hoa rất là thơm các bác nhá. Đây các bác ơi. Đó, thơm lắm, cực kỳ luôn và bền hoa các bác nhá. Bền hoa và thơm. Đấy, nở tại vườn ạ, em chụp lại đây. Đó, rất là thơm. Đấy, thì em có một cái giò VIP này, đang có nụ rồi. Đấy, bác nào sưu tầm cái giò chồn VIP này thì ủng hộ cho em nhá. Rất là to luôn này. Đấy, đây, quay kỹ cho các bác xem, có thể ngắm qua được cái giò chồn này. Đây ạ, cây rất là to này. Đó, tổng thể cái giò chồn này, hàng đã thuần trên khúc gỗ nhãn rồi, rất là bền các bác nhá. Chơi 5-7 năm cũng không có thể mục được. Khúc gỗ này rất là to, em thấy cũng khá nặng. Đó, đấy, giò chồn này nhá, bác nào sưu tầm cái giò này em để cho các bác giao lưu là 1,5 triệu. Đấy, có một giò thôi ạ, em có một giò to này thôi. Đấy, giá quá yêu thương luôn. Bình thường em thấy có những chỗ khác phải bán giá cao hơn đấy. Đấy, em có một giò em để giá giao lưu cho các bác nhá. Đấy, 1,5 triệu cho giò chồn to VIP này. Bác nào lấy đi giò chồn này thì ủng hộ cho em. Tiếp theo em lên những giò nó vừa hơn để các bác có thể sưu tầm nhá. Đây em có một cái chậu ba. Đây chậu ba đây, rất là đẹp này. Đấy, cũng đang có nụ, ngọn nào cũng nụ nụ. Các bác nhìn cái nụ của nó này, to đấy nhá, đẹp lắm. Đấy, và thơm nữa chứ. Đấy, cái giò này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 600 các bác nhá. 600 cho chậu này là chậu chậu chồn mã 1 đi. Đấy, lên tiếp các mã anh vừa vừa hơn. Mã 2 này cũng là dòng chồn thơm này, thuần đang có nụ nhá. Đây ạ, mã 2 em chia sẻ hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho chậu mã 2. Đó, 280 giá bao rẻ luôn nhá, 280 mã 2. Mã 3 chậu này hẳn 4 cây luôn này các bác này. Chậu này em chia sẻ với giá là 300k cho chậu này là 4 cây. Đấy, đang có nụ rồi nhá. Là mã 3. Mã 4 này, mã 4 280.000. Mã 5 cũng đang nụ này. Mã 5 280. Và mã 6 này to 3 cây rất là đẹp này. Mã 6 em chia sẻ mã này với giá là 300.000 cho mã 6 nhá. Đấy, rất là đẹp, chồn đẹp, hoa thơm đang nụ ạ. Bác nào sưu tầm mã chồn nào thì có thể ủng hộ cho em các bác nhá. Tiếp theo em lên một loại nữa, là một các cái chậu của Samurai hoa trắng. Hôm nay em có được 3 chậu để chia sẻ, có nhiều lắm nhưng mà em để đây em về được khoảng mấy chục chậu. Đấy, mang từ vườn về được mấy chục chậu. Đấy, thì đây em quay trước cho các bác 3 cái chậu này, em số lượng có nhiều nhá. Số lượng có nhiều nhưng mà đây do diện tích nhà em nó hơi chật nên là các bác lấy có thể ủng hộ cho em. Số lượng nhiều. Đây, mặt hoa của cái Samurai hoa trắng nhá, cái mùi này thơm cực kỳ luôn. Đấy, nếu mà bác nào đã chơi hoa rồi thì các bác đừng bỏ lỡ cái loại hoa lan này Samurai nhá. Hoa thơm lắm, hoa trắng tinh, hoa thơm mùi vani các bác ạ, hàng thuần rồi. Đấy, các bác có thể ủng hộ cho em nhá. Cái mã 1 này em chia sẻ mã này là 550 này, 550 chậu mã 1. Chậu mã 2 này cũng 550. Duy nhất cái chậu mã 3 này thì nó to này, to nhá. Đấy, mã 3 này em chia sẻ với giá là 600. Đấy, bác nào lấy cái mã 3 này đẹp này. Đấy, số lượng có nhiều nhá, bác nào ủng hộ thì ủng hộ cho em. Tiếp theo em có hải dâu xanh. Hải dâu xanh này thì đây, cái mặt hoa của cái hải dâu này đẹp lắm các bác này. Bông nó rất là ngộ nghĩnh luôn. Đây, em có thể lên cái mặt hoa cho các bác có thể ngắm. Đây, cái mặt hoa của cái hải dâu này nở tại vườn luôn các bác này. Đẹp không cả nhà ơi. Bông của nó này tuyệt vời luôn nhá. Đấy, thì em lên cái mã 1 này hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 cho chậu mã 1 này. Và chậu mã 2 là 300k. Đấy, sale giá rẻ luôn các bác nhá. Mỗi khi em bán 350 hôm nay chia sẻ cho các bác 300k. Các bác có thể sưu tầm cho mình ạ. Đấy.
Tiếp theo em lên Korakuki. Korakuki em có một cái chậu to này. Hai cây rất là dài đây, lụ đây. Cây này lụ dài rồi đấy các bác này. Lụ khá đẹp rồi. Đấy, cây rất là to nhá. Korakuki này hoa rất là thơm luôn các bác ạ. Đấy, Koki hôm nay em chia sẻ cho các bác cái giò này với giá là 1 triệu mốt nhá. 1 triệu mốt cho chậu này. Mọi khi em bán chậu hôm nay chia sale rẻ luôn 1 triệu mốt. Korakuki ạ. Đó, hoa thơm. Tiếp theo em lên một cái loại tiếp theo là tam bảo sắc hoa trắng. Tam bảo sắc hoa trắng này thì em sẽ bảo hành hoa trắng tinh cho các bác nhá. Đây, hoa nở tại nhà khách của em luôn các bác này. Tuyệt vời luôn này các bác này. Đấy, trắng tinh nhá, hoa cực kỳ thơm luôn. Đấy, bảo hành hoa trắng tinh ạ. Đây em có một cái chậu cây đơn. Hôm nay sale cho các bác cây này với giá là 280.000 đi. Đấy, giá bao rẻ nhất thị trường luôn các bác nhá. 280 đây, ngồng nụ nó rất là dài này các bác này. Đấy, 280.000 cho tam màu sắc trắng. Mã 1 này. Mã 2 chậu 2 cây hôm nay sale cho các bác với giá là 600. Cho chậu mã 2. Rẻ kịch sàn luôn rồi các bác ạ. Đấy, mã 2 600. Mã 3 này em cũng chia sẻ với giá là 600.000 này. Đấy, bắt đầu lấy tam màu sắc trắng, em sẽ bảo hành hoa cho các bác luôn nhá. Trắng tinh. Có hai cái chậu phi điệp. Phi điệp rừng này. Phi điệp rừng đang có nụ đây, đây bông của nó đây các bác này. Đây bông của nó đây, bông to hoa thơm lắm các bác nhá. Đây đang có ngồng nụ rất là dài đấy các bác này. Đó. Hai chậu này em thanh lý luôn cho các bác với giá là 150. 150. Thôi để cho các bác 120 đi, cho các bác về vừa làm giống vừa sưu tầm, giá bao rẻ nhất. Lên rừng cũng không có giá này luôn các bác ạ. 1 triệu à 120 cho cái hai cái chậu phi điệp này nhá. Còn hai chậu bán nốt. Tiếp theo em có mấy cái dề của hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam này là hàng nguyên dề nhiều mẹ con các bác nhá. Đây đẹp lắm. Đây, em sẽ lên từng mã. Đây. Đấy, hỏa hoàng cam nguyên dề nhiều mẹ con các bác nhá. Hàng đã cho hoa rồi, đây ngồng hoa cũ vẫn còn này các bác này. Dề mã 1 này to vật vã luôn. Duy nhất cái mã này 450 này là mã 1 này. Đấy. Mã 2. Một mẹ và siêu nhiều con luôn các bác nhá, 420 cho mã 2. Mã 3 này. Đấy, 420.000. Đấy, đây là hỏa hoàng cam nhá, rất là đẹp. Tiếp theo, em có trầm trắng. Trầm trắng tinh nhá, hàng bảo hành hoa. Các bác sưu tầm làm giống này. Đây bông của trầm trắng đây các bác ơi. Đấy, bông trầm trắng đây, mũi hồng, đẹp lắm. Hôm nay chia sẻ cho các bác với giá là 150 cho một giò các bác nhá. Hàng nhiều mầm gốc. Đấy, các bác sưu tầm làm giống này, được chưa? Thân dài đang có nụ mầm gốc này. Đấy, đang có mầm gốc nhá. Hoa đây. Đấy, 150.000 cho một giò. Bắt đầu lấy trầm trắng thì ủng hộ cho em nhá. Tiếp theo đuôi sóc. Sóc hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác giá rẻ luôn. Đang nụ đang hoa. Mã 1 này em chia sẻ với giá là 220.000. Mã 2 này cũng 220 này. Mã 3 nhiều cây này. Mã này 280. Đấy, thôi hôm nay để cho các bác 250 đi. Đấy, bắt đầu lấy đuôi sóc ủng hộ cho em nhá. Hải yến hoa trắng hôm nay thanh lý luôn với giá là 180.000. 180.000 cho một chậu hải yến trắng. 180.000. Đó. Đẹp lắm các bác nhá. Đấy, đai châu này. Châu em chia sẻ với giá là 550.000 cho một cặp này. 550.000 cho một cặp này. Đấy, lá mít to đẹp nhá. Đấy thì thời lượng video của nên là kết thúc nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin chào, gặp lại các bác những phiên video tiếp theo ạ.